Hello, xin chào các bạn ha. Hôm nay là mình đi quay cái căn nhà đẹp thứ hai của công ty Poster David ha. Cho mọi người xem. Nhà này là ở vùng Tenet gần Hopper Crossing. Đây là một căn nhà lầu nữa. Đây là phía trước là cái gara nha các bạn, gara. Bởi vì công ty họ làm một cái văn phòng cho nên họ làm vậy thôi, nhưng thực sự đó là cái gara. Bây giờ là mình sẽ ở bên ngoài căn nhà này. Không gian bên ngoài khá là thoáng. Nhà này là nằm ngay cái góc đường. Giá nhà thì mình chưa biết, mình chưa hỏi mấy người hay trình. Có gì thì mình, nếu mà mình biết xong mình sẽ điền thông tin cái giá nhà cho các bạn xem. Rất là thoáng. Bây giờ mình sẽ đi vô trong. Rồi vừa vô trong là thấy một cái phòng khách liền. Y chang cảm giác Việt Nam luôn. Y chang cảm giác của mình. Rất là thích cái kiểu này. Vô là có một cái không gian tới đây liền. Không liên quan gì ở sau đúng không? Đây, một cái phòng khách nhỏ nhặn. Họ làm gì đây đó chuyện của mình. Nói chung họ thiết kế ở đây là mình thấy phần như phòng khách vậy đó. Có ánh sáng rồi mình ngồi lấy vô, có cây xanh như đồ, mình thấy nó khá là giản dị. Rồi bây giờ là mình sẽ đi về bên trái. Trái căn nhà này là một cái khu vực cái này là cái gara mà. Gara nhưng mà họ để là họ làm cái văn phòng ở chỗ này đó. Mình sẽ không bàn tới cái dãy cái này. Cái này là bởi vì nó là cái gara. Không biết là ở trong này họ có thiết kế gì. Chỗ này mình thấy cái đường luồng. Đường luồng có lối đi gì không? Wow, cái học ở sau cũng có cái lối đi, đựng đồ, đựng đạc, thư trang, Valentin nè. Phía bên phải. Phía bên phải có thể là phòng giặt các bạn. Đây là một cái phòng giặt. Phòng giặt có xin giặt và có cái lối đi ra ngoài. Thấy không? Đây là một cái học tủ, cửa gì đây. Toilet đầu tiên. Một toilet. Toilet chung. Rồi lúc toilet là giống như là khách khứa rồi tới ăn uống ở dưới này là đi toilet đó đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra sau. Rồi bắt đầu đang vào cái không gian chính của khu vực bếp. Phía bên phải các bạn là bếp. Có xin rửa chén, vui quầy, làm đồ đạc ở trên này. Xin rửa chén thì họ tận dụng cái cửa sổ và lấy ánh sáng ở bên ngoài. Cho nên cái nhà chỗ này thấy cái sáng. Bếp thì khá là nhỏ so với là một số cái nhà khác. Góc bếp này khá là gọn gàng. Mình nghĩ cái nhà này nó nhỏ hơn cái nhà trước mình vừa quay ở video trước các bạn. Rồi bây giờ ở trong cái bên cạnh bếp thì cũng có một cái hộc trưng bày gia vật liệu rồi đó. Bỏ linh tinh họ để giống như là trưng bày thôi, đơn giản giống như cục đá cũng được. Rất là dễ thương. Nếu chúng ta bắt chước những cái mô hình này làm cho cái căn nhà của mình nó sinh động hơn thì cũng rất là một cái điều rất là tuyệt vời. Vấn đề là mình có cái không gian ở nhà mình nó có rộng rãi không gian để mình tận dụng hay không thôi. Rồi ở góc này các bạn có thể nhìn ra ba bốn phía đều có cửa sáng hết. Nhà rất là sáng. Bàn ăn ha các bạn. Có cửa sổ bên này sáng nè, lấy ánh sáng ngoài trời vô. Kia là cũng một cái cửa xếp khá là wow, nhìn ra bên ngoài, lát nữa nhìn ra bên ngoài còn đẹp nữa. Đây là một cái phòng sinh hoạt gia đình chung để xem phim xem đồ luôn đó. Rồi đơn giản là cái căn nhà này nó nhỏ hơn cái căn nhà giờ đầu tiên một chút xíu. Phạm vi ở trong nhà này đây một nửa, đằng sau là khu vực bếp ăn và một cái sinh hoạt chung của gia đình. Ở phía trước là một cái phòng khách nhỏ.
Còn kia là cái cầu thang đó chúng ta đi lên trên lầu, lát nữa mình sẽ đi lên trên đó cho các bạn xem cùng mình. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài các bạn. Mở cửa đi ra ngoài. Ra ngoài thì một góc nhà này họ làm là phía trước cầm tay bạn. Để nhiều khi họ thích đi ra ngoài. Không khí ở thời tiết ở bên này nó rất là mát mẻ. Nó mát mẻ quanh năm, ngoại trừ những ngày nóng nhiều thì họ ở trong nhà. Mát thì họ thì sẽ đi ra ngoài. Qua này họ sẽ là ăn barbecue rồi là nướng thịt nướng rồi đó, đi nói chuyện rồi đó, gia đình sinh hoạt ở bên ngoài trời. Đây là cái không gian ở căn nhà này ở bên ngoài. Rồi ở một cái góc này là họ thiết kế những cái miếng cỏ thảm, cỏ giả thôi nhưng mà rất là đẹp đó. Đây là phần dưới của căn nhà này. So với lại căn nhà này á thì cái căn nhà bên này nó đẹp hơn, rất là đẹp. Diện tích thì mình thấy cái căn nhà bên này nó cũng rộng hơn nữa, mà họ thiết kế căn nhà kia nó rất là hiện đại luôn, mẫu mã y như là trong phim mà các bạn xem phim Mỹ vậy đó. Đó, bên kia họ thiết kế cái sân vườn khá là rộng, bên này thì nó đơn giản hơn các bạn. Thì chắc chắn một điều là cái nhà này nó sẽ rẻ tiền hơn cái căn nhà kia. Rồi giá tiền thì mình không có rõ ha. Mình chỉ đi review nhà đẹp cho mọi người xem thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô căn nhà này thì nó không có hoành tráng như căn nhà đầu, nhưng mà nó cũng khá là gọn gàng. Nếu mà nhà này 4 người đó, các bạn 4 người, hai vợ chồng, hai đứa con cũng sống rất là ok. Nhà lầu dành cho người trẻ mà, người trung niên trở lại, cho người già họ không thích nhà lầu. Ví dụ như bây giờ hôm nay mình đóng vai một người già lớn tuổi, khi muốn sinh hoạt ở đây đó, ở dưới này tất cả mọi thứ ở đây đều ngủ ở trên lầu hết. Dưới này là ăn và ngồi chơi thôi, cho nên cũng khá là bất tiện. Bây giờ mình giống như là mình muốn một người già, bây giờ mình có đồ đạc ở phía trên lầu, mình muốn lấy đồ đạc thì mình cũng phải đi trên lầu đó. Bây giờ muốn mất lấy cái áo, cái quần hay là cái gì đó, rồi mình đi đâu mình quên, mình cũng phải lên phải xuống. Rồi bây giờ là mình lên trên nhà này rồi đó, mình phải lên như thế này rồi vô trong một cái phòng. Đầu tiên là một cái phòng ha, đầu tiên là một cái phòng nhỏ. Phòng thì họ bên này họ có điều thiết kế có cái hộc đựng tủ đựng đồ. Các bạn biết rồi, cái nhà này nó nhỏ cho nên nó không có thiết kế theo như cái căn nhà trước là có toilet, phòng tắm, chỉ có cái phòng ngủ thôi. Rồi nhỏ gọn mà. Đi ra bên này thì một cái cũng đơn giản giống như mọi căn nhà khác, là một cái phòng tắm chung, có cái phòng tắm nằm, một cái phòng tắm chỗ này. Và bên này là có một cái phòng nữa, phòng ngủ nhỏ đó. Đây là cái gì? Đây là một cái tủ, đây là một cái toilet. Một cái toilet có thể là toilet chung cho ba cái phòng ở trên này đó các bạn. Mua phòng bên này một phòng, bên trái một phòng nữa là hai phòng, bên giữa là cái phòng tắm chứ không có toilet, chỉ có hốc này là mới có toilet. Và để cho ba cái phòng này nè, để thêm một cái phòng ngủ nữa đó. Thiết kế phòng ngủ khá là đẹp đó. Như vậy thì ba cái phòng ngủ 1, 2, 3 thì xài chung một cái phòng tắm và toilet ở khu vực này. Và bây giờ mình sẽ đi lên là phòng chính của gia đình và chủ đó. Đó, chủ nhà phải đi vòng vòng như thế này mình mới vô được cái phòng chính của mình. Phòng chính thì nó bự hơn. So với bự thì cũng mình thấy như thế này, nhà này cũng không có bự lắm. Cũng lấy ánh sáng từ cái cửa sổ thì vô rất là sáng, nhìn xuống đường. Qua nhìn xuống đường xe chạy, nhà ngay corner mà, ngay góc đường. Xe chạy ở phía trước kia. Các bạn thấy không? Bên này nhà cửa rất là kín, cửa kiến là kín bưng hết.
cho nên tiếng xe bên ngoài nó rất là giảm, hạn chế luôn. Cố gắng mình lắng tai nghe mình mới nghe, còn không thì mình không có nghe đâu. Đây là cái phòng ngủ chính của gia đình các bạn. Đằng sau cái phòng ngủ, cái vách tường, cái bức bình phong này là cái đựng đồ đạc tư trang của chủ nhà đó. Khá nhỏ, không có lớn, không cầu kỳ, khá đơn giản. Nhà này rất là ấm áp luôn đó. Rồi bên này là cũng một hộc đựng đồ nhỏ nữa. Phía góc này, đây là cái phòng sinh rửa mặt, phòng toilet và phòng tắm cho cái chủ nhà này. Nói chung là toilet nó nằm ở ngay chỗ này và tắm nó nằm ngay cái đầu giường đó, đằng sau cái bức bình phong đó đó. Cũng khá gọn gàng, họ làm cho nó hợp lý đó các bạn. Họ che giấu đi hết, mình không thấy được những cái điểm nó hơi tế nhị một chút xíu là về toilet thôi, rồi họ cắt ở sau. Ở đây là cái không gian phòng ngủ. Như vậy thì mình thấy ngôi nhà này, một cái ngôi nhà lầu nhưng mà nó cảm thấy nó ấm áp thôi, chứ nó không có hoành tráng, nó không có sang trọng như cái căn nhà đầu tiên khi mình quay. Họ thiết kế rất là cầu kỳ, nhà đó rộng hơn, to lớn hơn, nhà có mấy phòng ngủ thì đều có toilet riêng cho mỗi phòng. Và phòng lớn của chủ nhà này rất là lớn, rất nó chiếm hết một nửa của tầng trên của ngôi nhà. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi xuống tầng dưới, trở lại và quay ra ngoài. Nói chung là mình rất thích. Cái kiểu bên này cất nhà là để hưởng thụ không gian sống đó. Đi làm về có nơi nghỉ ngơi, ăn uống tại chỗ, không gian ánh sáng đầy đủ, làm con người mình nó dịu lại, mát mẻ luôn. Các bạn thấy không? Nhà cửa bây giờ họ thiết kế rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Wow, đẹp quá. Đó các bạn, trọn vẹn của căn nhà này là đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.